chào mọi người, lại là Na đây. Hiện tại Na đang đứng tại cửa hàng xe máy An Thành Phát ở quốc lộ 13, khu phố 6, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Thì trong cuối tháng 3 này, Na cũng xin báo giá với các bạn về em Winner X này, cũng như là thủ tục trả góp này, quà tặng cho các khách hàng đến với cửa hàng An Thành Phát ha. Rồi, thì em Winner X hiện tại có giá 38 triệu đối với màu zin nguyên bản. Màu 3D thì các bạn có thể trực tiếp liên hệ cho Na theo số 0325333789, có Zalo các bạn ha, nó sẽ báo giá cho các bạn. Ngoài ra thì đối với em này thì các bạn mua không cần trả trước, tức là trả trước không đồng. Bạn nào làm hồ sơ đậu thì có thể dắt em đó ra về luôn. Thủ tục thì nó hết sức là đơn giản các bạn. Bạn nào mà đủ 18 tuổi, có căn cước công dân hoặc là chứng minh nhân dân, bạn nào có thêm hộ khẩu hoặc là bằng lái xe thì mình đem theo càng tốt ha. Đó là các bạn đã đủ cái thủ tục rồi. Ngoài ra bạn nào có điều kiện á thì mình trả trước càng nhiều càng tốt, 30% giá trị xe là các bạn có cài vẹt gốc ha. Ngoài ra cửa hàng xe máy An Thành Phát còn hỗ trợ trả góp toàn quốc và hỗ trợ giao xe cho các bạn ở xa ha các bạn ha, tức là toàn quốc luôn đó. Rồi về quà tặng thì hiện tại cửa hàng xe máy An Thành Phát đang có chương trình tri ân khách hàng từ ngày 1 tháng 3 cho tới ngày 30 tháng 4. Các khách hàng dù mua tiền mặt hay là mua trả góp đều có cơ hội trúng thưởng các giải thưởng, như là giải nhất là TV 40 inch, giải nhì là tủ lạnh hoặc là loa kéo, giải ba là quạt nước và nhiều giải khuyến khích như là tai nghe Bluetooth, nồi cơm điện, vân vân và vân vân. Đặc biệt đối với những khách hàng nào đang xem và đã xem kênh Gradient, có liên hệ trực tiếp cho Na qua số 0325333789, nhớ là có Zalo ha, nhớ liên hệ trực tiếp với Na, sẽ được hỗ trợ 500.000 tiền xăng xe đi lại ha. Rồi, thì Na cũng review sơ qua về em Winner X đang đứng bên cạnh đó, một em màu trắng xanh. Đây là cái màu mà rất là nhiều bạn yêu cầu, cho nên cửa hàng vừa lên Na quay cho các bạn luôn. Các bạn để ý hai cái logo Movista này có chữ M đó, hai bên được thiết kế đối xứng với nhau, nhìn rất là đẹp mắt. À, nhìn dàn áo này các bạn nhìn này, rất là hầm hố. Ở phía dưới là logo An Thành Phát Mô Tô, đây là logo riêng của cửa hàng nha các bạn, cũng màu xanh kết hợp màu trắng rất là đẹp. Nhìn về nghiêng về bên sườn này, các bạn để ý các logo tiếng Anh chữ cũng như là lại là một logo Movista này đó, lặp lại trắng xen kẽ rất là đẹp mắt. Và cái logo Honda màu đen nó kết hợp ở trên cái màu nền màu xanh cũng rất là nổi bật nha. Đó. Và về dàn sườn phía sau các bạn để ý. Đó, logo Winner X lại là logo Movista. Đó, những cái logo rất là quen thuộc nhưng mà kết hợp trắng xanh rất là đẹp, rất là nổi. Bánh mâm trước cũng như bánh mâm sau các bạn để ý. Đó, hai bên đều được độ màu đỏ luôn ha, từ trước ra sau. Đó, màu đỏ này rất là nổi. Đó, ngoài ra cửa hàng có rất là nhiều màu 3D khác nhau. Bạn nào cứ thắc mắc hay là muốn tìm hiểu thêm á, thì các bạn cứ inbox qua cho Na. Đó, Na sẽ gửi từng mẫu cho các bạn xem luôn ha. Ngoài ra bạn nào thích thiết kế lên màu gì thì cửa hàng cũng sẽ hỗ trợ lên màu cho các bạn. Đó, tới đây thì Na chắc có lẽ là Na cũng kết thúc video tại đây. Bạn nào có thắc mắc, mong muốn giải đáp những vấn đề gì thì trực tiếp comment ở phía dưới video hoặc là trực tiếp liên hệ cho Na ha. Chào các bạn.